Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review về bộ phim Thần Điêu Đại Bịp Loki. Gần đây bộ phim Thần Lươn Lẹo Loki đã làm mưa làm gió tại các phòng vé. Lô Ngáo đã trở lại, không những vậy chàng còn lợi hại hơn xưa. Câu chuyện bắt đầu từ khi nhóm siêu anh hùng bắt được Loki, mọi người xuống dưới tầng nhưng không cho hút vào thang máy. Dẫn tới anh ta nổi điên đấm bay chiếc vali, khiến khối tét xê rát rơi vào chân của anh Lô Ngáo. Cao thủ không bằng tranh thủ, anh đã dịch chuyển đến sa mạc Gobi ở Mông Cổ. Khi tỉnh lại, Loki thấy mình đang ở trên sa mạc mà quên thoa kem chống nắng. Chàng liền đứng dậy nói khùng nói điên giữa buổi trưa. Ngay lúc này có ba người lính xuất hiện tính trông lấy khối tét xê rát. Chị béo bụng bự nói anh là biến thái, à nhầm biến thể. Chị béo nói mình đại diện cơ quan phương sai thời gian TVA đến bắt chàng vì tội làm nhiễu loạn dòng thời gian. Loki cảnh cáo chị béo đừng có đụng vào, vì mình còn trong trắng. Thấy thằng này bị ngáo nên B15 nện cho một gậy méo cả mòm. B15 lấy dây xích chó đeo vào cổ cho Loki. Sau đó chị đẹp trông khối tét xê rát và sai đàn em lấy hàng nóng ra đặt lại dòng thời gian. Loki đẹp trai bị giải về trụ sở TVA. Tại đây chàng phát hiện ra mình không thể chạy thoát khỏi chiếc vòng cổ. Đường đường là một hoàng tử đẹp trai khoai to tại Asgard, mà tại đây bị đối xử như một tù nhân bình thường. Liên tục bị thả qua các căn phòng để kiểm tra thông tin, rồi được đưa đến một căn phòng lớn để xem một video. Quý cô Mid Minute nói cho Loki biết tại sao anh lại bị bắt. Hóa ra trước đây vũ trụ có vô số dòng thời gian khác nhau, dẫn tới các vũ trụ liên tục đánh nhau và phá hủy mọi thứ. Ba vị thần thời gian đã xuất hiện và tái thiết vũ trụ thành một dòng thời gian duy nhất. Ba vị thần Time Keeper tiếp tục giữ gìn sự ổn định của dòng thời gian duy nhất này. Nhưng đôi khi một số người tách khỏi dòng thời gian đi theo hướng khác, họ được gọi là một biến thể. Và mỗi biến thể xuất hiện sẽ làm tăng sự mất ổn định, và quá nhiều biến thể xuất hiện sẽ dẫn tới cuộc chiến đa vũ trụ hủy diệt mọi thứ. Để tránh điều này, mà ba Time Keeper đã thành lập cơ quan quản lý thời gian TVA. Cơ quan này sẽ sửa chữa mọi sai lầm mà biến thể phá hủy thời gian, và chiếc rùi cui của anh công an có thể phá hủy đi mọi biến thể. Loki nhìn thấy bắt đầu đã biết sợ rồi. Lúc này tại trái đất, một đặc vụ của TVA tên là Mobius đang điều tra việc các nhân viên TVA bị kẻ xấu tấn công và trộm đi bộ đặt lại thời gian. Ông bắt gặp một bé gái sống sót. Mobius vẽ hình người đồ chơi và hỏi thăm cô bé biết hung thủ là ai không, nhưng cô bé im lặng và đưa tay chỉ lên bức ảnh thần nghịch ngợm Loki. Ông còn thu thập được một thanh kẹo Sigum Double Min. Ngay lúc này có người báo cho ông biết biến thể Loki đã bị bắt giữ. Bên này Loki bị đưa đến phiên tòa để xử phạt tội của mình. Bị vu oan, Loki liền đổ thừa do Avenger gây ra chuyện này và gợi ý thẩm phán cho mình mớ lính để đi bắt Avenger. Tuy nhiên thẩm phán Zenlayer đẹp gái chứ không có ngu, cô cho rằng những gì Avenger làm là đúng đắn, bởi vì các Time Keeper đã biết trước chuyện này. Loki kệ con mẹ nó tội, chàng định sử dụng sức mạnh để thoát khỏi nơi này, nhưng cố quá khiến anh quá cố. Thẩm phán còn nói quát the hell, không có tác dụng đâu cô ơi, và tuyên án chàng có tội nếu đi chùa sám hối sẽ tha cho một mạng. Loki đang ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa thì cứu tinh xuất hiện. Mobius năn nỉ thẩm phán Zenlayer hãy giao Loki cho mình xử lý. Loki ra ngoài thấy tượng của ba vị thần Time Keeper và đòi đốt trụi nơi này. Mobius đưa Loki đến phòng thẩm vấn. Loki định tấn công thì lại bị quay về vị trí ban đầu. Mobius mở chiếc máy chiếu lại những sự kiện lớn nhất trong đời của Loki, từ lúc giết chết Phil Coulson cho đến khi bị Avenger đánh bại. Hay là một Loki lịch sự và đào hoa, ôm một vali đầy tiền bay trên không trung. Loki mắc cỡ đứng dậy đánh lén và cái kết thất bại lần nữa. Mobius tò mò vì sao Loki lại làm những chuyện như vậy. Loki cho rằng định mệnh đã đưa chàng làm những chuyện ấy. Mobius nói nếu Loki không lấy khối tét xê rác, thì bây giờ đã đếm lịch mỏi tay ở Asgard. Ông còn nói chính chàng đã giết mẹ mình, nhìn thấy mẹ mình bị lũ Dark Elf sát hại chàng vô cùng hối hận. Loki không chấp nhận chuyện này định tấn công Mobius, nhưng làm sao được khi ông ta có chiếc điều khiển vòng cổ. Mobius nói anh sinh ra đã được định sẵn trong vai phản diện, sau đó nắm tay đỡ chàng dậy. Nhưng ông không thể ngờ là Loki đã lén lấy chiếc điều khiển và tẩu thoát. Chị béo xuất hiện nói có chuyện cần gặp ông. Đó là một đơn vị khác lại bị biến thể tấn công. Sau khi trở về phòng ông không thấy Loki đâu, sờ vào túi và nhận ra Loki đã mượn đồ mà không nói trước. Loki thấy một người rất giống với Peggy Carter, vợ của đại úy Roger. Loki lén vào một căn phòng và uy hiếp anh nhân viên đưa khối lập phương cho mình, nếu không sẽ mổ xẻ anh như một con cá. Chàng nhân viên hỏi cá là gì vậy, và nhờ Loki giải thích kỹ chút cho mình thấy sợ được không. Khi thấy Loki tội nghiệp quá, nên anh nhân viên đồng ý lấy khối tét xê rát đưa cho chàng. Loki còn bất ngờ hơn khi thấy anh ta có cả hộc tủ đựng đá vô cực. Chàng nhân viên nói họ có nhiều lắm, thậm chí còn đem chặn giấy bớt, chứ nhiều quá biết làm gì bây giờ. Loki cầm một viên viên lên muốn rớt nước mắt. Cả đời mình tranh giành những thứ này, vậy mà cái thằng ất ơ chả biết con cá là gì có cả rổ. Chị béo đã tìm đến nơi nhưng lại chậm hơn Loki một nhịp. Lô Ngáo trở về phòng thẩm vấn, anh mở lại xem cái chết của mẹ mình. Chàng nhận ra tình yêu thương cha luôn dành cho mình
còn được sự công nhận của anh trai bé thỏ. Sau cùng là cái kết chàng bị Thanos bóp cổ cho đến gặp ông bà. Loki vô cùng căm phẫn khi đạo diễn cho mình chết sớm như vậy. Chàng cười rơi nước mắt, không biết đời mình là bi kịch hay hài kịch. Ngay lúc này chị béo xuất hiện phía sau tấn công Loki. Chàng nhẹ nhàng tháo vòng cổ gắn cho chị béo, cho mụ biết thế nào là mùi rau răm khi ăn hột vịt lộn. Loki không ngừng bật tắt để chị hiểu cảm giác thế nào khi đeo chiếc vòng đó. Bấm một hồi mỏi tay chàng quăng nó qua một bên. Loki buồn bã hỏi Mobius mình không thể trở về dòng thời gian nữa đúng không? Thật sự anh không muốn làm tổn thương người khác. Đó chỉ là cách để che giấu nỗi sợ hãi của mình. Dù cho chàng đã sở hữu một viên đá vô cực quyền năng, cũng không thể thoát khỏi TVA. Loki đoán Mobius có chuyện nhờ mình giúp. Mobius tiết lộ một biến thể đã sát hại nhân viên TVA. Người đó không ai xa lạ chính là biến thể của Loki. Cách đây không lâu một nhóm nhân viên theo dõi tung tích của hắn ta. Khi đến nơi thì phát hiện ra một người lạ mặt. Hắn ta chỉ dùng một cây đèn dầu đã có thể giết chết hết bọn họ. Sau đó lấy cắp bộ đặt thời gian và biến mất như một vị thần. Tại Vico Sin năm 1985, một nhóm cảnh sát thời gian được cử đến để lần theo tung tích của kẻ sát nhân. Chỉ huy nhóm đã bị thôi miên, ô nàng bắt đầu tấn công và giết chết đồng đội của mình. Biến thể Loki từ trong bóng tối bước ra lấy cắp bộ đặt thời gian và kéo theo cả người chỉ huy. Trở về trụ sở TVA, Loki đang phê pha đọc tạp chí về những người lái mô tô nước. Quý cô mít mí mịt không ngừng bắt chàng phải học lý thuyết về dòng thời gian. Loki chán quá nên đành đùa giỡn với chiếc đồng hồ. Quý cô mít mí mịt sợ bị đánh nên trốn vào chiếc TV. Mobius đi đến đưa cho chàng một chiếc áo mới. Nhưng khi thấy dòng chữ ghi phía sau lưng áo là chiến binh thì hết có vui rồi. Chị béo và cả bọn cười vào mặt của Loki. Mobius lấy chiếc tempest ra cho bọn họ xem các biến thể của Loki. Tuy ngoại hình có hơi khác nhau và năng lực khác nhau, nhưng có một thứ duy nhất là chúng biết tạo ra ảo ảnh. Loki chỉ về phía mình nói mình sẽ giúp họ tìm biến thể kia, với điều kiện sẽ được gặp mặt Tom Keeper. Bọn họ đi đến nơi xảy ra vụ án. Chị béo thấy tín hiệu đoán biến thể kia vẫn còn ở gần đây. Loki ngăn bọn họ và nói rằng nếu ra ngoài sẽ chết như những người kia. B-15 cho rằng Loki đang nhảm nhí mà thôi. Mobius cũng ngồi lại hóng chuyện của Loki. Nhưng khi nhận ra có cái gì đó sai sai, à thì ra thằng nhóc này lại lừa mình lần nữa. B-15 đặt lại dòng thời gian rời khỏi hiện trường vụ án, trở về trụ sở TVA. Thẩm phán Ravonna Genlayer nói các Tom Keeper rất xem trọng vụ án này và cho Mobius cơ hội cuối cùng với Loki đi bắt biến thể kia. Khi ra ngoài, Loki cảm ơn vì ông đã cố bảo vệ mình. Mobius thúc giục chàng bằng cách nói biến thể kia cao cấp hơn anh nhiều lần. Ông còn đoán được chiêu trò của Loki là thảo mai trước các Tom Keeper, lừa họ và giành quyền kiểm soát TVA. Loki bị bắt bài liền trở thành chú mèo con ngoan ngoãn đi theo Mobius. Anh lau và đọc tất cả các tài liệu như một con điên. Đang say mê thì phát hiện ra phía sau mình vẫn còn một người nữa. Chàng đến hỏi thăm một bà cô già trông coi thư viện. Loki đòi xem các tài liệu liên quan đến thành lập TVA, nhưng bà ta không cho vì đó là tài liệu mật. Cuối cùng sau khi trả giá như một con buôn, thì Loki cũng được cho vài xấp tài liệu rẻ tiền. Chàng nhìn thấy trong đống tài liệu có một tờ giấy ghi sự hủy diệt của Asgard. Trên đó ghi hành tinh Asgard bị tận diệt, 9.719 người đi bán muối. Loki vô cùng xúc động bật muốn khóc. Tuy nhiên còn có một dòng chữ không tìm thấy dấu hiệu phương sai nào. Chàng đã nhận ra một thứ gì đó rất cao siêu liền chạy đến tìm Mobius. Anh nói rằng các biến thể đang ẩn náu trong các ngày tận thế. Thấy ông ta vẫn ngáo ngơ, chàng liền lấy đĩa salad của Mobius, cong lấy muối rắc cả giống vào, còn chế hết cả một hộp sữa vào. Thôi xong con mẹ nó khỏi ăn luôn. Chàng nói đó là ngày tận thế, nên có làm cái áo chi cũng không phân nhánh thời gian, để chứng minh cái giả thuyết tuyệt vời ông mặt trời của mình. Hai người trở về một thành phố của nước Ý vào năm 79. Đó là sự kiện phun trào núi lửa tận diệt cả hai thành phố lớn. Loki thấy bạn già cái gì cũng sợ, nên chàng chạy ra ngoài mở cửa giải thoát cho mấy chú dê. Sau đó lại làm nhảm như một đấng thần nào đó mới giáng thế, rằng các ngươi sắp chết hết rồi, bởi vì ngọn núi lửa kia sắp phun trào rồi. Vừa nói xong thì núi lửa phun trào dữ dội. Mobius kiểm tra chiếc tempest thì không có một dấu hiệu phương sai nào xảy ra. Anh khẳng định nếu là mình thì mình sẽ trốn ở đây. Cả hai trở về văn phòng tìm tất cả tài liệu liên quan đến sự kiện tận diệt. Mobius rủ chàng đi Highland uống cà phê cho tỉnh táo. Tại đây Mobius kể về giấc mơ chơi mô tô nước của mình. Tuy nhiên ông lại chưa được chơi thử lên thử lần nào, bởi vì ông sợ mình sẽ tạo ra một nhánh thời gian khác. Loki cho rằng tại sao ông lại tin vào ba con thằng lằn ma thuật mà người ta gọi là Tom Keeper đã tạo nên TVA này. Nếu chúng ta ở đây không bị chi phối bởi thời gian vậy thì khi nào sẽ hết phim kết thúc đây? Mobius nhớ lại thanh kẹo mà biến thể đã để lại hiện trường. Hai người dò tìm các tài liệu liên quan đến những năm đã bán thanh kẹo đó và so sánh chúng với những sự kiện ngày tận thế của thế giới. Loki đã tìm ra nơi ẩn trốn của hắn ta, đó là một sự kiện xảy ra tại Alabama năm 2050. Mobius liền chạy đến tìm thẩm phán Genlayer để xin một đội binh đi bắt hắn ta. Nhưng nữ thẩm phán đã không đồng ý vì một lý do không thực tế. Nhưng khi thấy đồng đội mình quá nhiệt huyết, cô nàng đành đồng ý cho ông thử lần này.
cả đội đi đến mốc thời gian Alabama 2050. Một cơn bão khủng khiếp đang tấn công nơi này. Vừa bước vào bên trong, Loki đã chứng tỏ năng lực bằng cách khiến chiếc áo khô ráo B-15 đòi Loki phải đi với mình mới chịu. Mobius tỏ vẻ khó chịu về việc này. Tuy nhiên Loki nói ông hãy tin mình. Mobius nói tại sao những người không tin tưởng được, lại luôn nói hãy tin tưởng ở tôi vậy. Tuy nhiên họ không biết rằng, những việc mình làm đã bị người thần bí thấy hết. Hắn ta còn đặt một quả bom hẹn giờ, để tiêu diệt tất cả các biến thể mà không cùng thời gian. Hunter B-15 phát hiện ra một người đàn ông lạ mặt, thấy đáng nghi nên cô lại kiểm tra. Vừa bước lại gần thì bị người đó nắm tay chuyển linh hồn sang cô. B-15 nói vậy ra ngươi chính là tên ngốc mà TVA đến bắt mình. Trong lúc đang nói chuyện, biến thể lại hoán đổi sang một người gần đó. Loki nhận ra năng lực của biến thể là dễ dàng điều khiển tâm trí và chiếm lấy thể xác của người đó. Loki nói kế hoạch của mình là lật đổ TVA, tuy nhiên biến thể chỉ cười và nói mình éo quan tâm chuyện đó. Trong bóng tối, người thần bí đang cài đặt quả bom. Cùng lúc này, Mobius đã tìm được Hunter C-20, nhưng cô ta tỏ ra vô cùng sợ hãi và làm nhảm điều gì đó. Khi trấn tĩnh, cô nói mình đã tiết lộ nơi ở của Time Keeper cho hắn biết. Bên này B-15 cũng đã tỉnh dậy, Loki đã nhìn thấy bộ đặt lại thời gian và hiểu ra kế hoạch của hắn ta. Tuy nhiên khi quay lại thì biến thể đã biến mất. Bất ngờ một tên cao to đen thơm đá văng Loki, hắn ta cảm ơn Loki đã giúp mình câu giờ. Sau đó hắn ném chàng ra một bên. Cũng may Loki đã né được một đấm của hắn. Chàng lấy một chiếc hộp kẹp tay của tên to con lại. Sau đó lấy chiếc máy hút bụi ném vào gã béo. Đã không làm hắn bị thương còn bị gã lấy dây xiết cổ ném ra xa. Lúc này thời gian chỉ còn lại chưa được 2 phút. Gã béo đứng dậy cười lớn rồi té ngã. Chàng quay lại sau lưng cũng đã gặp được người thần bí. Thì ra hắn ta lại là một cô gái xinh đẹp. Quả bom cũng đã hết giờ, tất cả thiết bộ đặt thời gian đồng một lúc khởi động. Dòng thời gian bị chẻ ra nhiều nhánh nhỏ. Các nhân viên TVA liền nháo nhào hỗn loạn, chạy đến các mốc thời gian bị nhiễu. Cô nàng Loki mở ra một cánh cổng thời gian và biến mất. Mobius và các nhân viên đuổi đến nơi. Loki cũng men theo cánh cửa bỏ trốn. Chúng ta quay lại thời gian mà cô nàng Loki xâm nhập vào ký ức của Hunter C-20 để tra hỏi về tung tích của các Time Keeper. Vừa biết được thông tin thì trên camera cũng đã báo có người lạ. Trở về hiện tại, cô nàng Loki lợi dụng sơ hở nên đã đột nhập vào TVA. Cô nàng thử điều khiển tâm trí tên lính canh nhưng bất thành. Thế là đành xóa sổ hắn mà thôi. Một nhóm khác xông đến, cô nàng bắt đầu bung lụa và kết thúc bằng cách xóa sổ tên cuối cùng. Loki lúc này cũng xuyên qua cánh cổng. Anh cầm song kiếm men theo lối đi quả cô nàng. Bên này quý cô Loki đã nhẹ nhàng hạ gục 2 tên lính canh thang máy. Loki cầm kiếm đi đến hỏi nàng có phải là Loki hay không. Cả hai có màn đấu kiếm sương sương, nhưng anh chàng cứ bị cô nàng đá vào mặt. Loki đánh từ phía sau bị cô nàng vật té ngã. Cả hai đang vui vẻ thì thẩm phán Jen Layer xuất hiện. Cô nàng đem Loki ra uy hiếp nhưng không được. Loki bấm nút tempad mở cánh cửa rơi xuống một không gian khác. Cả hai giành giựt nhau chiếc tempad, nhưng cái kết là cái máy đã hết pin. Loki dùng ảo ảnh xuất hiện phía sau và hất bay cô nàng. Đang định giao chiến cùng nhau thì một viên đạn bắn xuống chỗ họ. Khi bước ra ngoài mới phát hiện ra mình đang ở trên hành tinh Lamentis 1 năm 2077. Nàng nói mặt trăng của hành tinh này sắp đâm vào phá hủy tất cả. Trong tất cả ngày tận thế lưu trong tempad thì cái này là tệ nhất. Trên trời vô số thiên thạch cứ bắn xuống dưới đất, cả hai chạy nấp dưới một chiếc xe. Thấy vẫn chưa ổn lại chạy đến một căn nhà nhỏ gần đó lẩn trốn. Cô nàng sờ vào cổ định mê hoặc tâm trí của Loki, nhưng anh chàng hỏi tỉnh queo cô đang làm gì vậy. Thấy hoàn cảnh này nếu cứ như mèo với chuột thì không ổn tí nào. Cả hai cùng nhau hợp tác tìm nguồn điện để sạc chiếc tempad. Loki cứ liên tục gọi nàng là biến thể, tuy nhiên nàng nói mình có tên là Sylvie. Bọn họ cùng nhau đi vào thị trấn, nơi này bị tàn phá nặng nề bởi những thiên thạch. Nhìn thấy một căn nhà vẫn còn điện, Sylvie bảo Loki hãy đưa mình chiếc tempad và nói rằng tempad cần một nguồn điện cực lớn, chứ không phải đủ để bật đèn ngủ đâu. Sylvie dẫn Loki đi đến một căn nhà gần đó, cô nàng vừa đạp cửa đã bị bà lão bắn bay ra xa. Loki thấy vậy trổ tài ngoại giao của mình, chàng ngó thấy tấm hình hai vợ chồng bà lão. Thế là chàng liền hóa thân thành ông lão, nói những lời ngọt ngào. Nhưng cái kết cũng bị bắn bay sấp mặt, bởi vì ông chồng chưa bao giờ nói lời tốt đẹp trong 30 năm qua. Bà lão nhìn thấy hai người có vẻ đáng thương nên đã chỉ tàu sơ tán gần nơi đó. Sylvie nghe xong biết ngay con tàu đó có thể sạc lại tempad của họ. Khi đến nơi, người di tản đông hơn họ tưởng rất nhiều. Loki biến thành một nhân viên an ninh, giả bộ như đang bắt giữ Sylvie lên tàu. Nhưng đến điểm soát vé thì phải nhờ nàng mê hoặc tâm trí hắn ta. Khi bước vào trong, hai người ngồi xuống một cái bàn. Nàng nói mình không thể ngồi ngược hướng với hai cánh cửa. Loki thấy Sylvie mệt mỏi, anh bảo nàng hãy ngủ một chút cho khỏe. Tuy nhiên nàng không thể ngủ khi có một kẻ không đáng tin bên cạnh. Chàng kể về mẹ mình, nữ hoàng Atga. Bà đã tin là chàng sẽ làm được mọi thứ và dạy ảo thuật cho chàng. Loki còn biểu diễn bắn pháo hoa trên bàn tay cho người đẹp xem. Cùng lúc này, nhân viên đem rượu đến tiếp đãi. Thấy nàng không uống, chàng sẵn sàng uống dùm. Hai người bàn về chủ đề tình yêu.
Người đẹp nói hỡi thế gian tình là gì của Lý Mạc Sầu. Loki thì chưa yêu ai bao giờ, nên chàng cũng muốn giữ ở trong lòng mà thôi. Sylvie vừa chợp mắt một tí thôi Loki đã nhoi nhoi hát hò các kiểu, nàng thấy một người đàn ông có vẻ bất thường đi ra ngoài. Tuy đang rất cảnh giác xung quanh, nhưng khi thấy chàng là một người vui vẻ lãng mạn nên nàng có chút động lòng. Sylvie kéo Loki vào trong nói bọn họ đang bị chú ý. Chàng lấy con dao gươm ra và khen nó thật đẹp, cô nàng định cầm thì nó biến mất. Cùng lúc này người đàn ông đã dẫn đám lính đến bắt hai người. Loki biểu diễn màn bắn pháo bông nhưng vẫn bị bắt. Chàng đành đổi chiến thuật đánh trước nói sau. Loki dùng pháp thuật đánh bay một tên. Bên này Sylvie cũng không phải dạng vừa đâu, mà là dạng rộng ra. Nàng lấy cặp súng đánh bọn lính gác. Thấy cô nàng đang yếu thế chàng liền ném dao giải cứu, chẳng qua là hơi trượt một tí mà thôi. Loki đá một tên bay ra ngoài, đang đắc ý thì bị hai tên khác ném ra khỏi chiếc tàu. Sylvie thấy vậy cũng lao người ra ngoài với chàng. Nàng rút thanh kiếm ra đòi chiếc tempad. Nhưng chiếc máy đã lăn lộn với chàng giờ chỉ một con mớ sắt vụn mà thôi. Tức điên người cô nàng hét lên khiến bụi bay khắp trời. Loki thấy mình cũng có lỗi nên liền lách sang xin lỗi người đẹp. Nàng nói bây giờ chiếc tempad đã hư và mặt trăng sắp đâm vào hành tinh này. Loki gợi ý vậy còn chiếc tàu ngoài kia thì sao? Thấy ý hay nên nàng và Loki cùng nhau khởi hành đến chiếc tàu kia. Sylvie nói về sức mạnh của mình là mê hoặc tâm trí của người khác, nàng tạo ra một ảo ảnh trong ký ức của họ, nhưng với những người mạnh hơn thì khó mê hoặc hơn. Ví dụ như cô gái C20 kia là, nàng phải thâm nhập vào ký ức lúc trước khi vào TVA, và cô ấy chỉ là một người bình thường trên trái đất mà thôi. Bây giờ Loki đã hiểu tất cả nhân viên TVA đều là biến thể bị lợi dụng. Cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi. Phía trước là hàng ngàn người đang chen lấn để lên tàu. Sylvie dẫn chàng chạy đường vòng qua đám người chen lấn. Trên trời mặt trăng bắt đầu rơi những mảnh vỡ xuống nhiều hơn. Cả hai càng quét tả sông hữu đột xuyên qua đám nhân viên. Đang chạy thì phía trên đổ sập dữ dội, chàng liền thể hiện bản lĩnh của một thằng đàn ông đít bự. Cả hai lại bị ngán đường bởi những tên lính canh vô dụng. Họ chuẩn bị chạy vào bên trong con tàu, thì nhìn thấy một thiên thạch rơi xuống cắt đôi phi thuyền. Mọi hy vọng của con người ở đây đều chấm dứt. Cả hai đứng hình sau đó nàng chán nản bỏ đi. Đến đây là hết phần 1 của thần điêu đại bịp Loki rồi. Không biết đôi trai tài gái sắc này có thoát khỏi hành tinh này không? Và tương lai còn những gì đang chờ đón bọn họ nữa đây? Mong các bạn hãy đón xem phần 2 để biết kết quả thế nào nhé. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like kèm một bình luận về bộ phim bạn nhé. Nhớ đăng ký và ấn quả chuông để xem review mới nhất nè. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.